Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp, nên từ đêm ngày 15 tháng 10 đến nay đã có mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đến sáng nay, nhiều vùng hạ du, vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh này đã bị ngập. Tại xã Tân Lâm Hương của huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, do mưa lớn cộng với việc điều tiết nước của các hồ chứa nên vùng hạ du đã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Hiện nay một số tuyến đường giao thông ở xã Tân Lâm Hương đã bị ngập cục bộ, tập trung ở các thôn Sơn Trình, Tân Tiến, Tiền Thượng. Từ đêm hôm qua và rạng sáng ngày hôm nay, người dân vùng lũ đã chủ động di dời đồ đạc đến nơi an toàn. Hiện xã đã cắm biển cảnh báo tại các tuyến giao thông, các điểm nguy hiểm. Rút kinh nghiệm từ những đợt lũ trước, chính quyền địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án ghép hộ, di dời nhân dân vùng thấp trũng, nước ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để ứng cứu kịp thời khi nước dâng cao. Năm nay, nhờ thực hiện chủ trương xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh trú bão lũ, nên người dân đã yên tâm hơn trong mưa lũ vì đã có nơi trú ngụ và đảm bảo an toàn cho gia súc gia cầm. Hồ chứa nước Kẻ Gỗ đã bắt đầu vận hành điều tiết xả qua cống, tràn bắt đầu từ lúc 9 giờ ngày 17 tháng 10 với lưu lượng xả 10 đến 80 mét khối trên giây. Trước đó, nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đã điều tiết nước qua tràn. Mưa lớn vẫn đang còn diễn ra trong những ngày tới, nguy cơ ngập lũ trên diện rộng là rất lớn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ ngày 17 tháng 10 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, ít nhất 5 người ở Nghệ An, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khi vớt củi đánh cá lội qua ngầm tràn về nhà đã bị nước lũ cuốn mất tích. Tại Nghệ An, mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong bị cuốn trôi khi đi vớt củi. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy tại Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 16 tháng 10, vợ chồng ngư dân đi đánh cá trên sông Bồ gần với cầu vượt trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn đã bị nước cuốn lật thuyền mất tích. Tại Quảng Trị, một thanh niên ở huyện Hướng Hóa đi thăm người thân ở thôn Ly Tôn, xã Tà Lòng, huyện Đắk Rông. Khi đi đến ngầm tràn không may bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn 2 ngày qua khiến nước tại ngầm tràn vào nhiều xã ở huyện Đắk Rông và Hướng Hóa dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 và đề xuất giải pháp hỗ trợ. Công văn nêu rõ, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng của nhân dân, nhất là các hộ gia đình, khiến hàng nghìn trẻ em rơi vào cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân. Các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chủ động hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ động viên để các cháu vượt qua khó khăn trước mắt. Đề nghị tìm các giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện lâu dài phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19. Theo báo cáo nhanh của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 14 tháng 10, cả nước có hơn 2.184 trẻ mồ côi không nơi nương tựa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một tuần sau khi Chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn với COVID-19, tính đến sáng nay đã có 14 tỉnh thành công bố cấp độ nguy cơ và biện pháp tương ứng. Theo đó, các tỉnh thành cấp 1 bình thường mới gồm có Hà Nội, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Ninh, Bình Thuận, Nam Định. Với cấp độ này, các địa phương đã mở lại hầu hết các dịch vụ. Các tỉnh thành cấp 2 có nguy cơ trung bình là Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Trị, Long An, Bình Phước, Cần Thơ. Các tỉnh thành cấp độ 3 có nguy cơ cao là thành phố Hồ Chí Minh. Quy định về thích ứng an toàn COVID-19 do Chính phủ ban hành phân loại 4 cấp độ nguy cơ gồm cấp 1 có nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh, cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng và cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam, cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 3 tiêu chí đánh giá cấp độ nguy cơ gồm có số ca nhiễm mới tại cộng đồng, tỷ lệ tiêm vaccine và năng lực y tế. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ký công văn hỏa tốc đồng ý Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội trở về trạng thái hoạt động bình thường mới. Bộ Y tế cho biết từ khi phát hiện ca COVID-19 đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nỗ lực nghiêm túc thực thi các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đủ điều kiện trở lại hoạt động bình thường. Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Việt Đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà B5 chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày. Đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại hoạt động khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 18 tháng 10.
Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện trên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời bám sát các nội dung trong Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bảo đảm công tác khám chữa bệnh an toàn. Trước đó, ngày 30 tháng 9, tại khoa ung bướu của bệnh viện đã phát hiện một người nhà, người bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, từ đó phát hiện chùm ca bệnh ở bệnh viện này. Tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, chính quyền Taliban vừa cam kết tăng cường an ninh tại các thánh đường Hồi giáo theo dòng Shiite sau vụ tấn công đẫm máu ngày 16 tháng 10 nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, khiến hơn 100 người thương vong. Nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã ngay lập tức đứng ra nhận là thủ phạm vụ tấn công chết người này. Một ngày sau vụ tấn công, rất đông người đã tập trung làm lễ an táng chôn cất các nạn nhân xấu số trong một ngôi mộ tập thể ở Kandahar. Theo giới chức cảnh sát địa phương, các đơn vị an ninh sẽ được triển khai để bảo vệ nghiêm ngặt các thánh đường Hồi giáo Shiite. Các cuộc tấn công nhằm vào các thánh đường Hồi giáo theo dòng Shiite và nhằm vào cộng đồng thiểu số Hazara thường xuyên xảy ra dưới thời chính quyền cũ của Afghanistan do phương Tây hậu thuẫn. Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này hồi giữa tháng 8 vừa qua, các vụ tấn công vẫn tiếp diễn, làm lu mờ tuyên bố của Taliban về việc mang lại hòa bình cho Afghanistan sau khi nhiều thập kỷ chìm trong chiến sự và xung đột. Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập của Iraq đã công bố kết quả bầu cử quốc hội sau khi hoàn tất quá trình kiểm phiếu thủ công. Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập Iraq, thẩm phán Jalil Adnan cho biết, quá trình kiểm tra kết quả bầu cử đã được hoàn thành sau khi kết thúc việc kiểm phiếu thủ công tại 3.681 điểm bỏ phiếu. Kết quả bầu cử cho thấy khối chính trị do giáo sĩ dòng Shiite Muqtada Ansar lãnh đạo đứng đầu khi giành được 73 ghế. Ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ đầy đủ được công bố, giáo sĩ Muqtada Ansar, thủ lĩnh của phong trào Sa dẫn đầu trong cuộc bầu cử, đã tuyên bố chấp nhận các quyết định của Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập và kết quả cuộc bầu cử quốc hội. Ông khẳng định sẽ xây dựng một chính phủ dựa trên lợi ích của người dân và không phục vụ lợi ích phe phái. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết mức tiêu thụ khí đốt của nước này đang ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, Moscow vẫn sẵn sàng tăng lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu nếu được đề nghị. Ông Novak cũng khẳng định trong năm nay, lượng khí đốt tiêu thụ tại Nga đã tăng lên mức kỷ lục mà nguyên nhân là nhu cầu tăng cao phục vụ quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều này không ảnh hưởng đến việc Nga cung cấp bổ sung khí đốt cho châu Âu nếu Moscow nhận được đề nghị hỗ trợ. Nga lâu nay vẫn là nước sản xuất và xuất khẩu khí đốt cho châu Âu. Nước này mới đây thông báo cần bổ sung khí đốt cho các kho dự trữ của nước này trước khi bổ sung khí đốt cho thị trường châu Âu. Dự kiến Nga sẽ hoàn tất việc bổ sung khí đốt cho các kho dự trữ nội địa vào cuối tháng 10 này. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin ít nhất 18 tỉnh ở Trung Quốc đã bắt đầu các chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường cho người trưởng thành trong tuần này. Khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc Trung Quốc cũng đã triển khai chiến dịch tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng không có triệu chứng. Tại tỉnh Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, 25 thành phố và huyện biên giới cũng đã bắt đầu chiến dịch tiêm mũi tăng cường. Ở thành phố Thụy Lệ, thay vì tập trung vào các nhóm chính, chính quyền tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành đã tiêm đủ liều cách đó 6 tháng. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc cho biết ghi nhận 19 ca nhiễm nhập cảnh và 1 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở khu tự trị Nội Mông. Thưa quý vị, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã ca ngợi phản ứng mau lẹ và thực chất của chính phủ Ấn Độ đối với đại dịch COVID-19, nhận định nền kinh tế nước này có khả năng phục hồi nhanh hơn dự kiến. IMF đồng thời nhấn mạnh, bất chấp đại dịch, nhà chức trách Ấn Độ vẫn tiếp tục tiến hành các biện pháp cải cách cơ cấu, trong đó có cải cách lao động và thúc đẩy cổ phần hóa. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về những rủi ro đang rình rập phía trước, đặc biệt là do tác động tiêu cực của đại dịch đối với sự phát triển của người dân. Theo báo cáo, triển vọng kinh tế Ấn Độ vẫn mờ mịt do những bất ổn liên quan đến đại dịch, tác động tiêu cực và dai dẳng của COVID-19 đối với đầu tư, vốn con người và các động lực tăng trưởng khác có thể kéo dài sự phục hồi và ảnh hưởng đến tăng trưởng trung hạn. IMF dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng 9,5% trong tài khóa hiện tại 2021-2022 và đạt 8,5% trong tài khóa tiếp theo. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 15 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.